Đường, xin chào tất cả quý vị và đi các bạn đường về một đường luôn đã quay trở lại với kênh quay đầu bằng của anh sẽ giữ thông buổi sáng ngày hôm nay đã đồng bằng tiếp tục chia sẻ đến quý vị một cái thông tin cực kỳ nóng hổi liên quan đến vụ cháy karaoke ăn uống làm 32 người chết ở Bình Dương. Sáng ngày hôm nay đã đồng bằng vừa mới nhận được thông tin cơ quan chức năng đã bắt chủ quán karaoke ăn uống. Tối ngày 16 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Thì tối ngày 16 tháng 9 đó, công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này. Thì theo như cái thông tin là ông Xuân là chủ cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, đã xảy ra cái sự việc cháy tối 6 tháng 9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thì theo thông tin mà đã đồng bằng nhận được từ những người dân xung quanh nhà của ông Xuân, thì lúc 21 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã thực hiện cái lệnh khám xét nơi ở của ông Lê Anh Xuân ở trên cái đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Thì người dân thấy là khoảng thời gian đó thì có một số là xe của lực lượng chức năng, và đặc biệt là có một cái xe biển xanh đổ ở bên đường Lê Văn Chí, khu vực mà dẫn vào cái nơi ở của ông Xuân, thì đóng kín cửa. Trong một cái chiếc xe cảnh sát di chuyển vào sâu ở bên trong cái khu nhà của ông Xuân ở. Rồi tới khoảng là 9 giờ 40 phút á, thì cái chiếc xe thùng của lực lượng chức năng đưa chủ quán ra khỏi địa chỉ 60 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Đó là 9 giờ 40 là đã bắt đưa đi. Thì những người dân á sống gần nhà của ông Xuân này đó cho biết đó, thì cái địa chỉ 60 á, đường Lê Văn Chí là nơi gia đình của chủ quán karaoke sinh sống, và cái gia đình này á là khá là kín tiếng, cũng như là ít giao tiếp với là những người dân xung quanh. Thì những người dân người ta nói là vào lúc là 17 giờ 19 giờ 30 phút á, tức là 7 giờ tối đêm hôm qua đó, thì xe của lực lượng chức năng đã có mặt tại đây rồi. Đã có mặt tại nhà của ông Xuân rồi. Thì đây là một cái thông tin là cực kỳ nóng hổi trong ngày hôm nay. Tại vì khi mà cái sự việc cháy quán karaoke xảy ra đó, thì cũng có rất là nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến chủ quán, và chủ quán phải chịu trách nhiệm như thế nào, cũng như là bồi thường ra làm sao. Thì bước đầu thì theo như những cái thông tin ở trên các phương tiện truyền thông đó, thì chủ quán cũng đã nói là hỗ trợ cho mỗi nạn nhân mất là 30 triệu, rồi tiếp tục là sẽ hỗ trợ thêm 50 triệu nữa. Đó, thì những cái người nhà của nạn nhân thì cũng chia sẻ là bước đầu thì cũng có quản lý của chủ quán đến để thăm hỏi gia đình, rồi trao tiền hỗ trợ. Tại vì ông chủ quán là ông làm việc với công an thường xuyên, một ngày là ông làm việc phải là 3-4 lần. Thì ông Lê Anh Xuân này á là người sở hữu cái quán karaoke mang tên ông Phú á, ông là một cái chủ của một chuỗi các cơ sở karaoke trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Bầu Bàng, rồi thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An. Đó, trong đó thì có một cái cơ sở karaoke đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, vừa đưa vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư khủng lên đến hơn 100 tỷ đồng. Đó, thì ông này cũng đại gia khủng nha quý vị. Thì hôm nay thì cũng đã công bố cái khuôn mặt của ông này. Thì trong cái giới kinh doanh á, cái loại hình dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, khu vực phía Nam, thì hầu hết là ai cũng biết đến ông Lê Anh Xuân. Ông này là coi như là người có tiếng nha quý vị. Thì được biết thì ông này đó thuộc thế hệ 8X, sở hữu cái khối tài sản khủng. Những nơi đặt cơ sở kinh doanh karaoke đều là chính chủ của đất, không phải thuê nha, đó là toàn là đất của ông không.
Thì hôm qua lực lượng chức năng là khám xét nhà thì cũng thu giữ một số cái tài liệu gì đó. Và vào cái thời điểm xảy ra vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú đó, thì ông này cũng nói là ông đang ở thành phố Hồ Chí Minh và được báo tin. Thì ngay sau đó là hai vợ chồng chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Thì người được ông Sơn giao trực tiếp quản lý cơ sở karaoke An Phú là ông Phạm Quốc Khải, sinh năm 1989. Và ngoài cái cơ sở này, cái cơ sở mà karaoke An Phú bị cháy đó, thì hầu như là các nơi kinh doanh khác ông đều chỉ đứng tên trong hồ sơ đăng ký, còn lại thuê người quản lý trực tiếp đó. Thì nói chung là ông là đứng tên rồi ông thuê quản lý để mà quản lý đó đó. Thì đó là cái thông tin mà ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với quý vị. Thì về phần mà cái trách nhiệm của ông này đó, là khi mà cơ quan chức năng họ điều tra thì vi phạm tới đâu thì sẽ xử lý tới đó, còn bao nhiêu năm tù thì cái vấn đề đó mình chưa thể chia sẻ được. Mà cái khung mà về cái tội mà 33 đó, 33 mà vi phạm về quy định mà phòng cháy chữa cháy, thì cái khung của nó đó, kịch khung á, là tới 12 năm đó. Cái khung kịch khung của nó là 12 năm. Cái vấn đề là xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng như làm chết hai người này trở lên đó. Thì cái vấn đề này nó rất là nặng nề đó. Thì quý vị của chú anh chị em có thể thấy đó, là cái vụ cháy quán karaoke mà làm 32 người chết đó, thì tới cả phó thủ tướng cũng đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo. Thì quý vị thấy là cái sự việc này nó gây rúng động dư luận trong cũng như là ngoài nước, và đặc biệt thì hiện tại bây giờ là cơ quan điều tra của Bộ Công an đã vào cuộc, như là Viện Khoa học Hình sự và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với là công an tỉnh Bình Dương để điều tra cái vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đó. Thì hiện tại bây giờ thì chưa có cái kết luận là sự việc như thế nào. Nhưng mà cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định là nguyên nhân vụ cháy là do chập điện ở trần của tầng 2, sau đó là lan lên tầng 3 của cơ sở karaoke này. Thì nói về cái vấn đề mà hỗ trợ hay là bồi thường cho các nạn nhân xấu số đó, thì nói chung là bước đầu đó thì cái ông chủ karaoke này ông cũng có khắc phục hậu quả, là ông có hỗ trợ bồi thường. Nhưng mà sau này khi mà khởi tố vụ án rồi đó, thì các người nhà là họ nếu mà như cái mức bồi thường đó họ không chấp nhận đó, thì có thể là khởi tố, khởi kiện, khiếu nại ra tòa dân sự để mà bồi thường. Nếu mà thỏa thuận được thì tốt, nếu như mà cái vấn đề mà thỏa thuận được cái số tiền bồi thường thì nó đỡ, còn nếu không thì sẽ là khởi kiện, khởi tố ra tòa dân sự. Nhưng mà nói thẳng với quý vị của chú anh chị em, mà theo như em nghĩ đó, là tiền bạc thì nó không thể nào mà nó lấp lại những cái nỗi đau của những cái người thân, những nạn nhân đã mất trong cái vụ cháy quán karaoke, có những cái gia đình là những cái hoàn cảnh nó khốn cùng, không thể nào mà tưởng tượng được nổi. Khi mà ra đồng bằng cũng đã tìm đến để chia buồn cùng với một số nạn nhân, thì chia buồn với gia đình một số nạn nhân xấu số, thì thấy hoàn cảnh ra đi phải để lại hai đứa con, để lại cha mẹ già, rồi có em thì mới có 16, 17 tuổi thôi, phải ra đời bươn chải làm kiếm sống vào đó chỉ mới 2-3 ngày rồi chết. Mà hôm trước thì em cũng chia sẻ với quý vị là ông chủ và chủ quán này thì cũng lên tiếng và khẳng định là cái nơi cơ sở kinh doanh của mình là cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nó đầy đủ, và coi như là cũng có là hỗ trợ, cũng có là tập huấn về phòng cháy chữa cháy đó. Nhưng mà cái sự việc thì nói chung là xui rủi thì cũng không ai muốn. Cơ quan chức năng họ đã vào cuộc điều tra rồi thì sẽ xử lý nghiêm, thì em tin chắc là như vậy. Như là ai sai tới đâu, vi phạm tới đâu thì cơ quan chức năng sẽ xử lý tới đó. Và có đặc biệt là thêm một cái vấn đề nữa,
như một cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện mà giúp đỡ những nạn nhân trong cái vụ cháy quán karaoke An Phú đó, thì em cũng muốn chia sẻ một cái vấn đề đến với quý vị của chú anh chị em. Thì quý vị biết là khi mà các nạn nhân mà xấu số được đưa về nhà thì có rất là nhiều mạnh thường quân muốn đến giúp đỡ các em này. Thì có một cái hoàn cảnh ở em nhớ là ở Kiên Giang, hoàn cảnh ở Kiên Giang mà cái sự việc là cái một cô bé mà quay trở lại để cứu con thú cưng của mình, rồi chạy xuống được rồi xong mà quay trở lại để cứu thú cưng rồi mất đó. Thì em cũng trực tiếp tìm đến nhà, nhưng mà khi mà đến nhà đó thì em xin nói thiệt với chú chị em là không biết đường, thì cũng có một cái anh dẫn đi đó, thì trước mặt quý vị đó là cái anh đó đó. Thì vô đến nhà thì cái ngôi nhà nó thẳng quý vị là nhà mình nhìn bên ngoài rất khá giả chứ không có phải là nghèo khổ. Thì tụi em cũng ngỏ ý là muốn vào thắp cho em nó một nén nhang, rồi cũng như là có gửi một cái số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Thì cô này cũng mới nói là gia đình thì không cần hỗ trợ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm nay á là coi như là thầy đến cúng, tại vì nhà gia đình này là bên dân tộc đó, thì thầy đến cúng để mà đưa cho cốt của em nó về, cho nên là thầy không có cho quay, không có tiện quay đó. Thì tụi em nghĩ là gia đình cũng nói như vậy rồi, thôi thì mình đi về đó. Mình đi về thì khi mà về thì phát hiện là cũng có một số cũng khá là đông những cái kênh khác vào để mà quay. Thì nói thật ra thì em không có trách móc gì gia đình ha, nhưng mà em thấy sự việc nó khá là bức xúc liên quan đến cái vấn đề những cái kênh mà muốn giúp đỡ hay là làm những cái vấn đề thiện nguyện, chia sẻ hoàn cảnh. Thì cái sự việc ở nhà của em Diễm cũng là một cái hồi chuông cảnh báo rồi. Giúp đỡ thì có một hai câu nói rồi lên post nói gia đình người ta là nói youtuber ăn chặn tiền, ôm tiền bỏ trốn rồi kia vân vân. Rồi em rất là ghét cái chuyện mà độc quyền từ thiện hay là muốn giấu hoàn cảnh. Nói thẳng ra mình giúp đỡ hoàn cảnh là mình muốn chia sẻ cho nhiều người biết để giúp đỡ, chung ta giúp đỡ một hoàn cảnh, chứ không phải là mình giấu để mình giúp đỡ hay mà là mình ăn một mình riêng cái bản thân của mình. Tôi nói thẳng là những anh những chị nào mà chia sẻ hoàn cảnh mà có nói cái gì đó đó, thì tôi nói thẳng là các anh chị giúp được cái gì, giúp được bao nhiêu, hay là các anh chị muốn độc quyền để kiếm tiền kiếm bạc gì trong đó. Đây là tôi không kêu thẳng tên ai, nhưng mà tôi nói như vậy tại vì sao, khi mà cô nói như vậy thì mình cũng nghĩ là gia đình nói chung người ta cũng khá giả, người ta không cần hỗ trợ và người ta không cần quay. Nhưng mà cuối cùng đi về là thấy họ có quay, cũng trong ngày hôm đó họ cũng quay bàn thờ rồi cũng quay cho cốt rồi vân vân đó. Thì những cái lời nói của cô đó nó hoàn toàn trái ngược. Cô nói là gia đình khá giả không cần giúp đỡ, như là thầy không cho quay, nhưng mà cuối cùng thì những người khác người ta quay được, thì chắc chắn là cũng có cái vấn đề tác động gì trong này, muốn độc quyền từ thiện gì trong này, độc quyền ghi hình, độc quyền giúp đỡ gì đó. Thì thôi, nói chung là mình làm từ thiện thì mình chia sẻ lan tỏa cho nhiều người cùng biết, chứ không phải là để mình giấu mình ăn một mình hay là mình giúp đỡ một mình giúp đỡ được bao nhiêu đó. Nhưng đây là nói thẳng là em là không phải là kênh từ thiện, em là đi chuyên đi chửi bới đó, đi bới móc đó, tôi là nhiều chuyện đó. Đó, nhưng mà thấy những cái gì bất xúc là tôi phải nói thôi ha. Muốn giành độc quyền nếu mà vậy đâu phải từ thiện. Từ thiện là người ta lan tỏa giúp chia sẻ, nhiều người giúp đỡ thì càng tốt, chứ không phải giấu riêng một mình đó. Thì thôi, nói chung là ngày hôm nay thì cũng chia sẻ đến quý vị của chú anh chị em cái thông tin liên quan đến ông chủ quán karaoke An Phú đã bị bắt, và em sẽ tiếp tục quay trở lại cập nhật cũng như là chia sẻ những thông tin mới nhất đến cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello quý vị, cho ta đồng bằng ít phút quảng cáo. Thì trên tay chai đồng bằng đây là chai nước cốt nhà ủ đường, nguyên chất trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp rất là tốt cho người già. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Một chai như vậy là 300.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây đây là chai mật ong rừng U Minh 100% nguyên chất, một chai là nửa lít. Thì cái số lượng hiện tại bây giờ đang có hạn,
Thì còn khoảng vài lít nữa thôi, vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một chai này là nửa lít, một lít là 1,5 triệu bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa đây, trên tay em là một cái bịch cà phê. Cà phê này là cà phê Đắk Lắk, nguyên chất, ở nhà ông anh của em làm. Thì vị nào thích cà phê thì có thể liên hệ với em, 250.000 một ký bao ship. Rất cảm ơn quý vị.